Ngày 7 tháng 4, theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt tham gia bữa tiệc ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Thông tin ghi nhận từ báo tin tức. Thông tin ban đầu, hồi 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 năm 2024, tại căn nhà thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 12 đối tượng gồm 7 nam và 5 nữ. Qua kiểm tra đã phát hiện 9 trên 12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tang vật có liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm NTTH, sinh năm 1986, tại nhà ở thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. BTNB, sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Và VHC, sinh năm 1982, chỗ ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, trong số những đối tượng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy, có hai nữ công an bị phát hiện dương tính với ma túy là BTNB, cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng, và VA, nữ cán bộ đội hình sự kinh tế ma túy Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ này.